chào quý vị đang theo dõi chương trình Hòa nhịp phát triển được phát sóng vào lúc 11 giờ 30 phút hàng ngày trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hôm nay thứ ba ngày 3 tháng 1, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Thành phố Vũng Tàu, các chỉ tiêu kinh tế năm 2022 tăng trưởng, tạo đà cho năm 2023. Năm 2022, số ca mắc sốt xuất huyết tại huyện Xuyên Mộc tăng hơn 10 lần so với năm 2021. Mô hình tập hợp thanh niên mới của xã Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên xã Phước Hưng, huyện Long Điền đang thu hút giới trẻ. Mở đầu chương trình Hòa nhịp phát triển trưa nay là những thông tin liên quan đến kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2023. Thưa quý vị, theo báo cáo của Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ Khách Du lịch thành phố Vũng Tàu, từ ngày 31 tháng 12 năm 2022 đến ngày 2 tháng 1 năm 2023, có khoảng 67.000 lượt khách đến Vũng Tàu tắm biển trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch năm 2023. Số lượng du khách tăng 9,84% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng khách đổ về Vũng Tàu tăng dần trong các ngày nghỉ Tết Dương lịch 2023. Thời tiết mát mẻ, không xảy ra tình trạng kẹt xe tại các tuyến đường chính, du khách đến tắm biển khá thoải mái. Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ Khách Du lịch thành phố Vũng Tàu đã cứu vớt 2 trường hợp lọt ao xoáy và sơ cứu thành công một du khách tắm biển có tiền sử bệnh lý cao huyết áp, đồng thời hỗ trợ tìm kiếm và trao trả một trường hợp trẻ em đi lạc về với gia đình. Trong 3 ngày nghỉ lễ, trung tâm đã nhắc nhở ngăn chặn 50 trường hợp ăn uống ở công viên và bờ kè dưới bãi biển. Ngoài ra, đơn vị cũng tiếp nhận tư vấn khách hàng qua điện thoại 80 lượt khách và hỗ trợ trực tiếp 49 lượt khách, trong đó có 7 lượt khách nước ngoài về thông tin tour du lịch, dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí, lưu trú trên địa bàn thành phố. Trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2023, số bệnh nhân đến cấp cứu tại Bệnh viện Vũng Tàu tăng không đáng kể so với ngày bình thường. Trung bình mỗi ngày khoa cấp cứu Bệnh viện Vũng Tàu tiếp nhận từ 100 đến 120 ca, tăng 10% so với ngày thường. Trong số này có gần 70% bệnh nhân mắc các bệnh liên quan đến hô hấp và tiêu hóa, 12% số ca liên quan đến tai nạn giao thông, trong đó có một số ca nặng chấn thương sọ não phải chuyển tuyến điều trị. Bệnh viện Vũng Tàu đã bố trí đầy đủ nhân lực, thuốc men, vật tư y tế, đáp ứng kịp thời cho công tác cấp cứu và điều trị người bệnh. Thưa quý vị, ngay sau khi đại dịch COVID-19 được kiểm soát, Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp thực hiện mục tiêu kép, vừa phát triển kinh tế vừa phòng chống hiệu quả dịch COVID-19. Nhờ vậy, kết thúc năm 2022, thành phố Vũng Tàu đã hoàn thành và vượt 25% các chỉ tiêu kinh tế. Kết quả này là tiền đề để Vũng Tàu bước vào năm mới 2023 với nhiều tự tin kỳ vọng. Ngành dịch vụ thương mại chiếm tỷ trọng 73,37% trong cơ cấu các ngành kinh tế thành phố Vũng Tàu. Trong đó, dịch vụ du lịch là ngành mũi nhọn. Hiện toàn thành phố Vũng Tàu có 1.182 cơ sở lưu trú du lịch. Năm 2022, Vũng Tàu đã đón hơn 6,2 triệu lượt khách. Doanh thu du lịch đạt 8.111 tỷ đồng. So với năm 2019 chưa bùng dịch, tăng đến 25%. Trong lĩnh vực thương mại, thành phố có 3 siêu thị quy mô lớn, 4 trung tâm thương mại, 96 cửa hàng tiện ích và 25 máy bán hàng tự động. Năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa của thành phố đạt 36.105 tỷ đồng, vượt 1,2% kế hoạch. Ngành công nghiệp chiếm tỷ trọng 17,51% trong cơ cấu kinh tế thành phố Vũng Tàu, tiếp tục tăng trưởng ổn định. Năm 2022, những hạng mục ban đầu của khu công nghiệp hóa dầu Long Sơn đã chính thức vận hành. Cụm công nghiệp tiểu thủ công nghiệp Phước Thắng cũng đang khẩn trương hoàn thành, góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp thành phố phát triển. Năm 2022, thành phố Vũng Tàu được giao chỉ tiêu thu ngân sách 3.800 tỷ đồng. Trong bối cảnh kinh tế xã hội phải nỗ lực phục hồi và ảnh hưởng của đại dịch vẫn nặng nề kéo dài, thì đây là chỉ tiêu khó, nhưng thành phố đã hoàn thành vượt 26,45% dự toán tỉnh giao. Kết quả này đạt được là nhờ Chi cục thuế khu vực Vũng Tàu Công đảo đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp, đồng hành với người nộp thuế, tạo mọi điều kiện cho người nộp thuế tiếp cận thông tin, chính sách thuế mới, tăng cường ứng dụng công nghệ hỗ trợ tổ chức cá nhân thực hiện nghĩa vụ thuế. Trong năm 2022 thì chúng tôi tăng cường là áp dụng cái quản lý ứng dụng điện tử trong tác quản lý thuế. Ví dụ như là triển khai cái tắt mobile cho người nộp thuế
là cái ứng dụng này nó đáp ứng là cái yêu cầu công tác quản lý thuế rất là tốt, đặc biệt là hộ kinh doanh. Thì hộ kinh doanh thì có thể nộp mọi lúc mọi nơi. Chi cục thuế cũng hướng dẫn cho doanh nghiệp từng cái chính sách hoặc là những cái mà được nhà nước hỗ trợ, nhất là trong cái thời gian mà dịch Covid-19, doanh nghiệp cũng được miễn thuế và giảm thuế một số cái lĩnh vực trong cái quá trình sản xuất kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi thấy đó là một cái rất là kịp thời của chính sách của Đảng và Nhà nước. Trong công tác đầu tư công, thành phố Vũng Tàu tập trung tháo gỡ vướng mắc khó khăn ở khâu bồi thường giải phóng mặt bằng. Các cuộc gặp gỡ đối thoại giữa lãnh đạo thành phố, từng phường, xã và cơ quan liên quan với người dân trong vùng dự án được tổ chức định kỳ hoặc kịp thời theo yêu cầu thực tế để xử lý dứt điểm từng vấn đề. Từng địa phương cũng tăng cường tuyên truyền vận động để tạo sự đồng thuận, chia sẻ trong nhân dân. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công ở những tháng cuối năm được đẩy nhanh hơn và dự kiến đến ngày 31 tháng 1 năm 2023, thành phố Vũng Tàu giải ngân 100% vốn đầu tư công của cả tỉnh lẫn địa phương. Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu đã chỉ đạo rất quyết liệt trong cái việc vận động người dân bàn giao mặt bằng cũng như là thực hiện các cái biện pháp hành chính để người dân bàn giao mặt bằng kịp thời để thi công công trình. Và cái năm nay cái việc thực hiện những cái giải pháp liên quan đến những điều vừa nói là rất thành công. Năm 2023, dự báo nhiều khó khăn thách thức do ảnh hưởng của dịch bệnh và những biến động về kinh tế, quân sự trên thế giới vẫn dai dẳng. Nhiều yêu cầu đặt ra trong nước, trong tỉnh để phù hợp với tình hình mới. Trong bối cảnh như vậy, thành phố Vũng Tàu đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6% so với năm 2022. Thì năm 2023, thành phố đẩy mạnh việc triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đầu tư công và các dự án trọng điểm trên địa bàn của thành phố Vũng Tàu. Thứ hai, thành phố tập trung đẩy mạnh việc triển khai các đồ án quy hoạch phân khu đã được duyệt để triển khai việc thực hiện các dự án lớn trên địa bàn, đặc biệt là các dự án du lịch, để chúng ta thực hiện thành công cái nghị quyết 24 và nghị quyết 154 về phát triển vùng Đông Nam Bộ. Trong đó, phát triển thành phố Vũng Tàu là đô thị du lịch đẳng cấp quốc tế. Thành phố Vũng Tàu xác định trọng tâm trong năm 2023 là tạo nền tảng thực hiện nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó đặc biệt là phát triển thành phố Vũng Tàu thành trung tâm du lịch chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế. Đây không chỉ là cơ hội, động lực để du lịch thành phố Vũng Tàu tạo bước đột phá, lan tỏa, mà cũng là tạo đà cho một trong bốn trụ cột kinh tế Bà Rịa Vũng Tàu ở giai đoạn mới vươn tầm hơn, phát triển bền vững hơn. Ghi nhận tiếp theo tại thành phố Bà Rịa. Theo thông tin từ Bệnh viện Bà Rịa, trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, khoa cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận 260 ca một ngày, tăng 15% so với ngày bình thường. Trong số các ca cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa những ngày nghỉ Tết Dương lịch vừa qua, phần lớn là bệnh lý nội khoa, có 25% bệnh nhân cấp cứu do tai nạn giao thông, nhiều trường hợp bị đa chấn thương. Bên cạnh việc bố trí đầy đủ nhân lực, thuốc men, vật tư y tế, đáp ứng kịp thời cho công tác cấp cứu và điều trị người bệnh, Bệnh viện Bà Rịa còn triển khai các phương án cấp cứu ngoại viện, cấp cứu hàng loạt, hỏa hoạn cũng như ứng cứu cho các cơ sở y tế tuyến dưới. Thưa quý vị, làng bún Long Kiên ở phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa hiện còn khoảng 40 hộ đang duy trì sản xuất các mặt hàng như bún, hủ tiếu, bánh canh, phở. Thời điểm này, các cơ sở đã chuẩn bị các nguồn nguyên liệu để sản xuất vụ Tết Nguyên đán 2023. Trung bình mỗi ngày, 40 cơ sở sản xuất làng bún Long Kiên, thành phố Bà Rịa cung cấp ra thị trường gần 80 tấn bún, phở, hủ tiếu. Tuy nhiên, dịp Tết sản lượng sẽ tăng khoảng 30%, dự kiến gần 120 tấn bún một ngày. Những sản phẩm này đều được thương lái thu mua và bán tại các chợ trong tỉnh. Để đáp ứng sản lượng tăng vào mỗi dịp Tết, các cơ sở làm bún đã đầu tư hệ thống máy móc tự động, đồng thời tăng thời gian làm việc của nhân công lao động thêm 1 đến 2 tiếng một ngày. Chuyển sang những ghi nhận tại huyện Xuyên Mộc.
Thưa quý vị, xác định việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính. Năm 2022, Ủy ban Nhân dân huyện Xuyên Mộc đã tiếp tục cắt giảm 25% thời gian giải quyết hàng trăm thủ tục hành chính cấp xã và cấp huyện. Thực hiện theo kế hoạch số 178 ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Ủy ban Nhân dân huyện Xuyên Mộc đã ban hành và công bố danh mục các thủ tục hành chính được cắt giảm thời gian giải quyết thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân huyện và Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn. Theo quyết định này, cấp huyện cắt giảm 177 thủ tục hành chính, vượt hơn 20% so với kế hoạch tỉnh giao. Đối với cấp xã, mỗi xã cắt giảm từ 45 đến 100 thủ tục hành chính, đạt và vượt từ 40 đến 100% so với kế hoạch tỉnh giao. Trong năm 2022, việc thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với công tác cải cách hành chính, công tác dân vận chính quyền của huyện Xuyên Mộc đã được đẩy mạnh và có sự chuyển biến tích cực, hiệu quả, đem lại sự hài lòng của người dân. Năm 2022, công tác cải cách thủ tục hành chính được huyện Xuyên Mộc chú trọng. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện đã tiếp nhận 5.122 hồ sơ. Trong số này, 88% hồ sơ được giải quyết đúng và trước hẹn. Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, khiếu nại tố cáo được các ngành chức năng huyện Xuyên Mộc thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Từ đầu năm đến nay, huyện đã thực hiện 192 buổi tiếp công dân, đã giải quyết 116 đơn thư khiếu nại của công dân, thụ lý giải quyết dứt điểm 2/4 đơn thư tố cáo, còn lại 2 đơn đang xác minh. Cũng trong năm 2022, công tác đối thoại, hòa giải ở cơ sở đạt hiệu quả cao, góp phần tích cực trong việc giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. Năm 2022, ngành y tế huyện Xuyên Mộc tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách khi cùng lúc ứng phó với dịch COVID-19 và nhiều loại dịch bệnh khác phát sinh trên địa bàn. Trong đó, dịch bệnh sốt xuất huyết ghi nhận số ca mắc tăng hơn 11 lần so với năm 2021. Trong năm 2022, ngành y tế huyện Xuyên Mộc tiếp nhận hơn 143.000 lượt bệnh nhân khám chữa bệnh. Công suất sử dụng giường bệnh tại trung tâm y tế huyện đạt 25%, tỷ lệ chuyển tuyến 14%. Trong năm, huyện ghi nhận 1.244 ca mắc sốt xuất huyết, tăng hơn 11 lần so với năm 2021. Trong đó có 37 trường hợp mắc nặng, 1 trường hợp tử vong. Bệnh tay chân miệng cũng có chiều hướng tăng mạnh, với 320 trẻ mắc bệnh, tăng gần 2 lần so với năm 2021. Riêng dịch COVID-19 sau khi lập đỉnh dịch vào tháng 3 năm 2022, thì số ca mắc giảm mạnh từ tháng 5 năm 2022 đến nay. Hội thảo góp ý biên niên sự kiện lịch sử Công an huyện Côn Đảo giai đoạn 1975-2015 vừa được Công an huyện tổ chức. Việc nghiên cứu biên soạn cuốn lịch sử này nhằm thể hiện quá trình ra đời, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an huyện Côn Đảo từ năm 1975 đến năm 2015. Qua đó góp phần tổng kết lý luận, thực tiễn và giáo dục truyền thống cho các thế hệ cán bộ chiến sĩ Công an huyện Côn Đảo. Quá trình biên soạn cuốn biên niên sự kiện lịch sử Công an huyện Côn Đảo giai đoạn 1975-2015 được tham khảo nhiều nguồn tư liệu, những quan điểm đánh giá nhân vật sự kiện và vấn đề lịch sử đúc rút từ các tập lịch sử của Bộ Công an, lịch sử Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, lịch sử Đảng bộ huyện Côn Đảo, hồ sơ tư liệu lịch sử được lưu trữ tại Công an huyện Côn Đảo. Đặc biệt là sự tham gia đóng góp ý kiến từ các nguyên lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ đã từng công tác tại Công an huyện Côn Đảo qua các thời kỳ. Đến nay, cuốn biên niên sự kiện lịch sử Công an huyện Côn Đảo giai đoạn 1975-2015 đã hoàn thành bản thảo lần thứ hai. Tại hội thảo góp ý cuốn biên niên sự kiện lịch sử Công an huyện Côn Đảo, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến giúp ban biên tập có thêm thông tin để kiểm chứng, bổ sung tư liệu nhằm hoàn thiện sách. Mở rộng đoàn kết tập hợp thanh niên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt của tổ chức đoàn hội thanh niên. Vấn đề đặt ra cho tổ chức đoàn hội thanh niên là phải bám sát nhu cầu thực tế, tâm lý lứa tuổi để thu hút thanh niên vào tổ chức đoàn hội. Một mô hình tập hợp thanh niên mới của xã đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên xã Phước Hưng, huyện Long Điền, tuy không mới so với những thành phố lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, nhưng tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thì vẫn còn mới lạ và đang thu hút giới trẻ. Những game thủ điều khiển nhân vật trên điện thoại thông minh, những nhân vật anh hùng trong những trận chiến cam go. Sân chơi do xã đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên xã Phước Hưng, huyện Long Điền phối hợp với chi đoàn đồn biên phòng Phước Tỉnh tổ chức
cho gần 150 đoàn viên thanh niên địa phương. Game Liên Quân Mobile thuộc thể thao điện tử eSports. eSports là một trong những bộ môn thi đấu chính thức tại SEA Games 31 năm 2022 vừa qua, nhằm thu hút tập hợp thanh niên qua đổi mới hình thức sinh hoạt. Xã đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên xã Phước Hưng, huyện Long Điền phối hợp với chi đoàn đồn biên phòng Phước Tỉnh tổ chức cuộc thi. Để cho các bạn được thỏa niềm đam mê và các bạn có một cái sân chơi nó lành mạnh, bổ ích. Tại vì có một số người ta sẽ nghĩ là điện tử là những cái nó không hay, không tốt, và đây cũng chính là lý do mà em muốn làm cho người ta có một cái nhìn nhận khác đi, vì đây là một môn thể thao điện tử. Cuộc thi được tổ chức từ 16 tháng 12 năm 2022 đến 29 tháng 12 năm 2022, thu hút gần 150 thanh niên, không chỉ ở địa bàn xã Phước Hưng, mà còn ở thị trấn Long Hải, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, ở thị xã Phú Mỹ, ở thành phố Hồ Chí Minh. Gần 1/3 thanh niên tham gia sân chơi chưa phải là đoàn viên, hội viên thanh niên. Mà em xuống đây thì em rất bất ngờ, tại vì ở đây rất là chuyên nghiệp và em nghĩ là sẽ có nhiều bạn trẻ sẽ rất là thích thú về cái bộ môn liên quân này, cho nên là sẽ thu hút được khá nhiều sự quan tâm của các bạn trẻ. Em thì em kiếm chức vô đoàn nữa, mà cho công việc mà kiểu có thể là giúp bọn em mà giúp đầu lại thì xuân chơi mới nhà thì mình chơi nhà bóng điện thoại với bạn bè cũng vui, mà khi mình lớn lên đây mình kiểu mình tập trung lại nhau, mình đánh với người khác, mình kiểu mình bày chiến thuật ra, nó làm cho kiểu cái tư duy mình lớn lên, nó nói chuyện bạn bè tiếp xúc nó thân thiết hơn đó. Theo nhiều báo cáo khoa học, chơi game online cũng là cách góp phần tránh xa vào tệ nạn nghiện hút đánh nhau. Cái game này nó sẽ mang lại giống như nhiều thiếu kiểu nhiều thứ ở ngoài á, là sẽ liên quan đến sẽ tập trung cover lẫn nhau, là sẽ hỗ trợ lẫn nhau. Rồi cái thứ hai là kiểu nó giúp mình, chứ là sẽ giải stress nhiều hơn. Tại tụi em kiểu tụi em đã học cao rồi nên là sẽ là kiểu mình học nhiều ấy, nên là sau mỗi giờ học thì tụi em thường sẽ chơi một vài game trước khi là mình đi ngủ. Có những cái tư duy chiến thuật khi mà đánh, giống ví dụ như mình khi mình đi đánh những cái trường hợp như thế này, tư duy chiến thuật của cả team khi mà mình tổ chức ra trong đoàn thì nó rất là tốt. Nó giúp các bạn có thêm một sân chơi mới để mà vui chơi, giải trí, có thêm bạn bè. Trong định kiến về trò chơi điện tử, nhất là từ các bậc phụ huynh và những hệ lụy nghiện game, thì việc tổ chức sân chơi, trò chơi điện tử đứng trước những rào cản không nhỏ, cần tháo gỡ để sân chơi được ủng hộ và phát triển đúng hướng. Giữa một rất nhiều trò chơi điện tử hiện nay thì cái việc mình lên chuyên môn hóa và tập trung vào những cái khía cạnh tốt của những cái bộ môn điện tử như thế này thì sẽ giúp cho các bạn ấy là có một cái bộ môn giải trí nó lành mạnh hơn, có một cái sân chơi bổ ích hơn. Đoàn kết tập hợp anh em ở trên cái lĩnh vực game này thì chúng ta phải có những cái quy chế hoạt động, phải có được những cái định hướng làm sao cho anh em là tham gia game nó phù hợp hơn, nó khoa học hơn và nó đúng thời điểm hơn, chứ không phải là chúng ta nghiện cái chuyện đó. Đây là một trong những cách mà vừa giáo dục, vừa lôi các em ra khỏi cái câu chuyện nghiện game mà lại tạo sân chơi. Điều này là Hội Liên hiệp Thanh niên cũng như tỉnh đoàn hoàn toàn là thống nhất và đồng ý và đồng thuận với câu chuyện của địa phương chúng ta làm. Xã đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên xã Phước Hưng, huyện Long Điền dự kiến sẽ duy trì tổ chức cuộc thi eSports Liên quân Mobile mỗi năm một lần và căn cứ vào thời gian biểu lịch học làm việc của thanh niên địa phương nhằm tạo điều kiện cho các bạn trẻ tham gia, giải trí và kết nối với tổ chức đoàn thanh niên. Game online nếu lạm dụng có thể gây ra những hệ lụy xấu, rất xấu. Nhưng có sự quản lý định hướng hợp lý, bài bản của gia đình và xã hội. Và giờ đây là tổ chức đoàn hội, thì game online lại phát huy hiệu quả, có lợi cho sức khỏe, giải tỏa căng thẳng, kích thích tư duy, đồng thời tạo thêm cầu nối cho tổ chức đoàn hội, tập hợp thanh niên vào tổ chức. Chuyển sang ghi nhận tại huyện Châu Đức. Thưa quý vị, trên tinh thần kính Chúa yêu nước, sống phúc âm giữa lòng dân tộc, đồng bào Công giáo Bà Rịa Vũng Tàu luôn tích cực tham gia xây dựng phát triển địa phương và ghi đậm dấu ấn hơn cả là các hoạt động an sinh xã hội. Với tinh thần bác ái, Ban Bác ái loan báo tin mừng Giáo xứ Vinh Châu, huyện Châu Đức đã tích cực tham gia các hoạt động từ thiện hướng về những hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng. Cách đây 8 năm trước, người con trai duy nhất của bà Nguyễn Thị Xuân Dung sống tại ấp Gia Hào Yên, xã Bình Giả, huyện Châu Đức rời quê hương rồi biệt tâm. Bà Dung năm nay ngoài 80 tuổi, sống một mình. Biết đến hoàn cảnh neo đơn khó khăn của bà Dung, Ban Bác ái loan báo tin tới Giáo xứ Vinh Châu. 8 năm qua, thường xuyên cử thành viên chăm sóc bà Dung mỗi ngày,
từ miếng ăn giấc ngủ đến vệ sinh cho bà và lau dọn nhà cửa. Thương nhớ đến bà nhiều. Cho tặng quà cho bà. Cảm thấy xúc động. Trong chùa thương bán cho bà được nhiều quà, được tặng quà. Thành lập hơn 30 năm qua, Ban Bác Ái Loan Báo Tin Mừng Giáo xứ Vinh Châu gồm 120 thành viên đều sống tại xã Bình Giã, luôn gắn liền với những hoạt động thiện nguyện. Thành viên của ban đa số đều không còn trẻ, trong đó nhiều người cũng vất vả mưu sinh hàng ngày. Nhưng tất cả đều mong muốn góp sức chia sẻ mọi khó khăn cho mọi hoàn cảnh, như truyền thống dân tộc, lá lành đùm lá rách ít đùm lá rách nhiều. Ban Bác Ái hoạt động là với mục đích là tốt đời, đẹp đạo, đem niềm vui tới mọi người. Khi mà tham gia thì tất cả các thành viên đều nhiệt tình và ủng hộ, thấy có một người mà được giúp đỡ, người ta vui vẻ thì mình trong tâm hồn mình cũng thấy thoải mái, rất vui. Ngoài việc tạo vốn cho bà con làm ăn, giúp người cơ nhỡ, giúp người nghèo, đói, thì hàng năm vào các dịp lễ Tết thì giáo xứ Ban Bác Ái chúng tôi đều kêu gọi mạnh thường quân đóng góp quỹ để lo cho bà con. Chính vì vậy mà năm nào cũng vậy, cái hiệu quả cũng khá tốt. Và mỗi lần như vậy thì cái bầu khí mừng lễ Tết rất là sum vầy. Năm 2022, Ban Bác Ái Loan Báo Tin Mừng Giáo xứ Vinh Châu kết hợp với chính quyền xã Bình Giã trao tặng quà cho các mái ấm tình thương, chăm sóc hơn 30 người già neo đơn, cung cấp hơn 300 suất cơm miễn phí tại Bệnh viện Bà Rịa vào mỗi thứ Bảy hàng tuần, xây dựng nghĩa trang thai nhi, trao tặng hàng ngàn phần quà cho các gia đình khó khăn với tổng kinh phí trên 3 tỷ đồng. Hội Bác Ái Giáo xứ Vinh Châu thì trong chặng đường dài trên địa bàn xã Bình Giã thì luôn đồng hành cùng với địa phương trong cái công tác đó là phục vụ an sinh xã hội, giúp cho người nghèo, giúp đối tượng khó khăn trong suốt chặng đường vừa qua, đặc biệt là kể cả mùa dịch. Những hoạt động của Ban Bác Ái Loan Báo Tin Mừng Giáo xứ Vinh Châu đã góp phần không nhỏ vào xóa đói giảm nghèo tại địa phương, cũng là tạo cầu nối với đồng bào Công giáo với chính quyền và nhân dân, lan tỏa tinh thần bác ái, truyền thống tương thân tương ái của dân tộc sâu rộng trong cộng đồng. Chương trình Hòa nhịp phát triển trưa nay đến đây xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình bản tin thời sự tiếp theo.